cả mọi người, mình tên là Jenny, đến từ văn phòng hỗ trợ du học Thành Á Đông. Trong thời gian vừa qua thì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang là vấn đề nóng hổi trên toàn cầu, thu hút được sự quan tâm của nhiều học sinh và quý phụ huynh đang có nhu cầu cho con em đi du học, bởi vì vấn đề này liên quan đến các chính sách du học dành cho sinh viên quốc tế. Và hôm nay, để giúp các học sinh và phụ huynh biết rõ hơn về hệ thống du học Mỹ cũng như các diện visa dành cho sinh viên quốc tế, thì văn phòng hỗ trợ Thành Á Đông có buổi chia sẻ để giúp quý phụ huynh và học sinh có sự lựa chọn phù hợp hơn. Và sau đây xin mời mọi người hãy cùng tham gia buổi chia sẻ của ngày hôm nay. Và hôm nay nhân một ngày đẹp trời thì văn phòng du học Thành Á Đông đã mời được đại diện của tổ chức du học IMV là Cindy. Hello Cindy. Hi Jenny. Và để giúp mọi người hiểu rõ hơn về tổ chức du học IMV thì Cindy có thể chia sẻ cho mọi người một số thông tin, một vài nét tiêu biểu về IMV không? Xin chào các bạn. Tổ chức giáo dục IMV Education có trên 25 năm kinh nghiệm trong việc thiết lập mối quan hệ giữa du học sinh, phụ huynh với nhà trường và cộng đồng. IMV Education mang lại cho các em chương trình học đến từ các trường được kiểm định trong hệ thống. Không những thế, IMV cũng cung cấp cho các em những trải nghiệm về cuộc sống và về văn hóa Mỹ khi các em sống cùng với gia đình bản xứ ở đây. Là một đại diện trường dày dặn kinh nghiệm thì Cindy có thể cho biết hệ thống giáo dục Mỹ có khác gì so với hệ thống giáo dục Việt Nam hay không? Về hệ thống giáo dục của Mỹ và Việt Nam thì đều gồm 12 năm bậc từ tiểu học cho tới trung học, sau đó là bậc cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Tuy nhiên là ở Mỹ còn có một chương trình nữa là học tại nhà, tức là các em học sinh có thể tự học tại nhà và sau đó các em vẫn có thể apply lên cao đẳng và đại học thông qua các kỳ thi như là ACT, SAT. Và nhân đây thì xin được có thể chia sẻ thêm một số thông tin về các diện visa dành cho sinh viên quốc tế được không? Về visa cho sinh viên quốc tế thì sẽ gồm 3 loại là visa J, visa F và visa M. Tuy nhiên, đối với chương trình du học phổ thông thì mình sẽ có hai loại visa chính, đó là visa F1 và J1. Về visa F1 là loại visa này là phổ biến nhất và sẽ được cấp cho các học sinh tham gia vào các trường tư thục hoặc là một số trường công lập của Mỹ và học theo diện là toàn diện full time. Còn về visa J1 tức là cấp cho những học sinh du học sinh đi sang Mỹ theo diện giao lưu văn hóa, và những học sinh tham gia theo diện giao lưu văn hóa này sẽ phải đáp ứng những cái điều kiện nhất định của chương trình. Và chương trình giao lưu văn hóa này sẽ được đảm nhận bởi chính phủ hoặc những tổ chức giáo dục tư nhân được chỉ định bởi chính phủ. Và IMV Education thì hiện đang có hai chương trình chính, đó là chương trình visa F1 và J1 cho học sinh quốc tế. Vậy để hỗ trợ tốt cho sinh viên quốc tế thì không biết tổ chức IMV đã có những cái chính sách gì dành cho sinh viên quốc tế? Đối với việc hỗ trợ sinh viên quốc tế thì IMV mình cung cấp những cái dịch vụ như là đầu tiên là sẽ hỗ trợ cho các em về bộ hồ sơ khi mà mình phải xin vào các trường ở bên Mỹ. Thứ hai là IMV sẽ tìm những gia đình bản xứ xứ Mỹ để cho các em sang đấy thì có thể ăn ở trong suốt quá trình học tại Mỹ. Tiếp theo là IMV sẽ hỗ trợ cho các em bằng cách là mình sẽ có những cái điều phụ viên địa phương là những người chăm sóc trông non các em khi các em học tập tại Mỹ. Và tiếp nữa là IMV sẽ có những cái báo cáo tháng thì sẽ gửi về cho phụ huynh tại Việt Nam để phụ huynh nắm bắt được là con em mình ở bên Mỹ thì học tập và sinh sống như thế nào. Ngoài ra thì một số chương trình khác của IMV như là trại hè này, dạy thêm cho các em học sinh, hoặc là tư vấn cao đẳng đại học, hoặc là cung cấp các lớp ESL cho các em. Cảm ơn câu trả lời của Cindy. Thì trong thời gian vừa qua thì Cindy cũng biết là hiện tại các nước trên thế giới nói chung và Mỹ nói riêng đang phải đối mặt với dịch Covid. Thì không biết thời gian vừa qua tổ chức IMV mình đã có những hỗ trợ gì cho sinh viên trong giai đoạn đặc biệt này? Như chúng ta thấy là cái dịch Covid này đã ảnh hưởng rất là nhiều tới học sinh, những học sinh Việt Nam mà còn nhiều nước khác nữa. Thì phụ huynh ở Việt Nam thì rất là lo lắng, còn du học sinh thì lại bối rối, không biết là nên ở hay nên về.
Bởi vậy nên ANB đã luôn theo sát các em theo từng trường hợp để đưa ra những lời khuyên, lời tư vấn đúng với mong mỏi của các em và phụ huynh của các em. ANB cung cấp những hướng dẫn này, những cái thông báo từ trường tới các em để các em nắm bắt được, vừa là mình giúp học sinh bảo đảm được cái việc học của mình mà vừa giúp phụ huynh cảm thấy là yên tâm hơn. Trong thời gian vừa qua thì Jenny cũng nhận được phản hồi rất tốt của các bạn học sinh về những cái hỗ trợ của ANB. Thì nhân đây thì Jenny thay mặt cho học sinh và phụ huynh gửi lời cảm ơn đến tổ chức ANB đã có những hỗ trợ rất tốt cho các em học sinh trong thời gian này. Và như Jenny biết thì tổ chức ANB liên kết với rất nhiều trường trung học phổ thông của Mỹ. Thì Jenny có thể chia sẻ là tổ chức ANB đã liên kết bao nhiêu trường tại Mỹ không? Hệ thống trường của ANB tại Mỹ thì bao gồm hơn 150 trường tư thục, trường trung học tư thục và một vài trường công lập để cho đa dạng cho sự lựa chọn của các em. Nhân đây thì Cindy có thể chia sẻ một trường mà tổ chức ANB mình đang liên kết hay không? Hiện tại thì một trong những trường nổi bật nhất của tổ chức giáo dục ANB đang liên kết đó là trường Cornwell Eagle. Trường này nằm ở bang Pennsylvania và điều đặc biệt hơn nữa là ANB đang vận hành cái ký túc xá của trường này. Wow, ký túc xá thì nằm ngay trong khuôn viên của trường, tiện lợi cho học sinh. Thì không biết là trường Cornwell có đặc điểm gì nổi bật mà thu hút được nhiều bạn học sinh quốc tế lựa chọn Cornwell để cho vấn đề du học của mình hay sinh viên không? Về đặc điểm nổi bật của trường thì bao gồm như là đầu tiên là trường có vị trí rất thuận tiện, trường nằm gần nhiều trường đại học danh tiếng trong khu vực nên là học sinh có thể tham gia những chuyến tham quan các trường cao đẳng đại học như là trường Princeton University hay là trường MIT hay rất nhiều trường khác trong khu vực. Đặc điểm thứ hai nữa là trường có thế mạnh về các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động nghệ thuật và thể thao. Gần đây thì trường được đầu tư là 5 triệu đô để cải tạo lại những cái cơ sở vật chất hoặc là xây những phòng nghệ thuật, phòng biểu diễn để cho học sinh tham gia. Thì không biết là trường Cornwell hiện tại mình có cái học bổng cho sinh viên quốc tế hay sinh viên? Hiện tại thì ANB và trường đang có chương trình học bổng giá trị từ 1.000 tới 5.000 cho các em học sinh tham gia chương trình ký túc xá tại Cornwell Eagle. Các yêu cầu gì đặc biệt, yêu cầu ví dụ về tiếng Anh hay là về học thuật cho các em hay không? Một yêu cầu nhỏ nhỏ thôi đó là các em học sinh sẽ có cái điểm TOEFL hoặc là IELTS và vượt qua cái vòng phỏng vấn với đại diện trường. Hiện tại các nước trên thế giới đang phải đối mặt với nạn dịch Covid và Mỹ cũng như vậy. Do bởi vì nạn dịch Covid nên là cái tình hình xét visa của Mỹ thì khắc khe hơn ở cái quy trình tiếp nhận hồ sơ cũng như các nước là cấp visa cho học sinh. Nhưng mà tình hình chung thì văn phòng hỗ trợ du học Thành Á Đông thì nhận thấy là tỷ lệ visa cao hơn so với năm trước. Thì không biết CD có nhận xét như thế nào dựa trên cái tình hình update tỷ lệ visa của các agent đối với tổ chức ANB. Thì đúng là cái tin này là một tin gọi là rất là vui đối với du học sinh Việt Nam. Còn theo Cindy thì Cindy đấy là nếu như các em học sinh chuẩn bị được hồ sơ thật là tốt này và có kế hoạch học tập rõ ràng cùng với sự trợ giúp về phỏng vấn của các trung tâm du học thì việc gọi là pass đậu cái vòng visa thì nó trong bàn tay của các em. Cảm ơn nhận xét và cũng như chia sẻ của Cindy. Hiện tại tình hình dịch chưa được kiểm soát tại Mỹ, tuy nhiên chính phủ Mỹ đã có kinh nghiệm hơn trong việc ứng phó và kiểm soát tốt hơn. Và một tin vui nữa là được biết là chính phủ Mỹ vừa ký hợp đồng với lại BioNTech của Đức để cung cấp vaccine cho người dân trong năm nay. Thì theo như Cindy, nếu mà sinh viên bay qua Mỹ trong thời gian này thì cần phải lưu ý những gì? Hiện tại thời gian bây giờ mà bay sang Mỹ thì cần chú ý nhất đó là đảm bảo an toàn khi bay. Và khi sang tới Mỹ thì học sinh cần phải thực hiện đúng theo cái hướng dẫn về cách ly của từng bang nơi mà học sinh sẽ sang. Cảm ơn sự chia sẻ cũng như là chuyên từ Cindy.
Và không biết là trong năm học sắp tới 2021 thì AMB là trường có những cái chính sách gì cho tân sinh viên nhập học vào kỳ tới hay không? Về việc nhập học của tân sinh viên trong kỳ tới thì AMB sẽ luôn kết hợp với nhà trường và nhà host nơi học sinh sinh sống để đảm bảo thực hiện đúng và an toàn cho học sinh, cũng như là để đảm bảo cho học sinh sẽ theo được cái chương trình học của mình ở trên trường để không bỏ lỡ bất kỳ những cái kiến thức và những cái thông tin nào. Là một trong những vấn đề mà học sinh và phụ huynh đang quan tâm đó chính là học bổng dành cho năm học mới. Thì không biết hiện tại AMB và các trường trong hệ thống của mình có những cái chính sách học bổng gì cho học sinh hay không nha? Chỉ như anh Jenny cũng biết là Cindy có nói tới cái học bổng của trường Không Ngại Agen có giá trị từ 1.000 tới 5.000 cho các em học sinh. Đồng thời là nếu các em học sinh có điểm GPA cao, khả năng tiếng Anh tốt thì AMB sẽ hỗ trợ học sinh để xin học bổng với từng trường, với các trường mà em quan tâm. Nên là các học sinh đừng ngại ngần, mình cứ mạnh dạn lên. Các trường ở bên Mỹ rất hào phóng cho các em học bổng, đặc biệt là những học sinh quốc tế, học sinh Việt Nam. Nếu mà các em phụ huynh học sinh được nghe thông tin này thì anh em thì chắc hẳn các em học sinh phụ huynh rất là vui khi nhận được thông tin mới từ Cindy. Thì những đây không biết là AMB và các trường trong tổ chức của mình có những chính sách học bổng mới nào cho năm học 2021 không Cindy? Hiện tại thì AMB có 10 suất học bổng trị giá từ 1.000 tới 5.000 cho các em học sinh apply vào chương trình ký túc xá của trường Không Ngại Agen. Ngoài ra thì nếu các em học sinh có điểm GPA cao, có khả năng tiếng Anh tốt thì cũng đừng ngần ngại, AMB sẽ giúp các em xin học bổng từ các trường trung học trong hệ thống. Cảm ơn thông tin rất là bổ ích của Cindy. Và nhân đây thì Jenny muốn thay mặt văn phòng hỗ trợ cho AMB để thông báo cho các phụ huynh là những phụ huynh nào, học sinh nào đang có nhu cầu cho con em mình đi du học và apply học bổng thì mình nên phải nộp hồ sơ càng sớm càng tốt để có được những suất học bổng cao nhất. Cảm ơn Cindy đã dành thời gian để tham gia buổi chia sẻ thời buổi ngày hôm nay, và xin chúc tổ chức giáo dục AMB sẽ đạt được nhiều thành công trong việc nâng cao dịch vụ và hỗ trợ cho các trường cũng như du học sinh. Xin cảm ơn tất cả các quý phụ huynh và học sinh đã quan tâm tới buổi chia sẻ ngày hôm nay, và để nhận được sự hỗ trợ từ văn phòng du học Thành Á Đông thì xin mời quý phụ huynh và học sinh like hôm nay để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn Jenny và văn phòng du học Thành Á Đông đã tạo cơ hội cho mình tham gia cái buổi chia sẻ rất bổ ích này, và cảm ơn quý phụ huynh và học sinh đã theo dõi buổi chia sẻ của chúng tôi. Xin chào mọi người.